Không lẽ ngày này tới sớm như vậy sao? Cái gì sớm hả? Phong à, hãy bên cạnh Tử Bình nhiều một chút. Tuy ta biết con không thích nó chút nào. Bá đang nói gì vậy? Chuyện này ta vốn không muốn nói cho con biết, nhưng mà ngày ấy đã gần kề. Nếu như ta không nói ra, sẽ có lỗi với Tử Bình. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Phong à, Tử Bình cùng lắm cũng chỉ sống thêm nửa năm nữa thôi. Nửa năm? Sao đột nhiên chỉ còn sống thêm nửa năm thôi? Ta đã xem vận mệnh của nó. Mạng của nó thuộc thiên khắc địa xung và tựu lai tử tuyệt. Thêm vào thời khắc vận mệnh của nó đều đã tận rồi. Không qua được 20 tuổi. Không đâu, Tử Bình lương thiện như vậy, sao có thể chết sớm như vậy chứ? Tí tiền bối, người có đoán lầm không đó? Ta cũng mong là mình tính lầm. Ngay cả bác tự xem tướng và chỉ tay đều bộc lộ rõ ràng, không thể nào sai. Không có. Không có đâu. Tử Bình sẽ không chết đâu. Con không để cho Tử Bình chết được. Tiết bá, người nghĩ cách cứu mụ ấy đi. Tất cả đều do số mệnh, không do người tự chủ. Bao nhiêu năm nay, ai cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ vận mệnh đâu. Phong à, điều mà chúng ta cần làm là giúp cho Tử Bình sống vui vẻ những ngày còn lại. Tử Bình tỷ, không sao chứ? Bụt, lúc nãy còn thấy đau đầu lắm, nhưng bây giờ không sao rồi. Nếu không sao rồi, vậy chúng ta ra ngoài chơi. Được. Tử Bình, ai chà, muội tỉnh lại rồi hả? Nè, qua đây, ngồi xuống. Nè, muội có biết hay không, hôm nay Quỳnh đã xuống phố mua đầu cá về nấu canh cho muội uống đó. Đầu cá? Muội xem nè, món này lợi hại lắm nha, gọi là thiên ma nấu với đầu cá. Chà, thơm lắm phải không? Muội biết không, canh này chuyên trị nhức đầu. Nhưng muội hết đau đầu rồi. Ê, bị đau uống vào sẽ hết đau ngay, còn không đau uống vào sẽ sáng mắt bổ não. Nè, uống đi. Nè, để muội. Ê, lấy gì chứ? Để Quỳnh đút cho Tử Bình. Để muội. Nè. Muội tự uống. Thôi đi, muội vất vả nhiều rồi, để Quỳnh đút cho muội uống. Muội có tay có chân mà, để muội tự uống. Được, nhưng mà Quỳnh phải trông chừng muội uống. Con ngon hay không? Ngon lắm. Ngon lắm hả? Uống thêm một chén ha. Hả? Con uống nữa sao? Để lát nữa uống đi. Không được, Quỳnh chỉ mong bệnh của muội sớm khỏe lại. Muội không sao rồi mà. Có thật là không sao chứ? Thật không sao nữa. Vậy chúng ta hàng Quyên đi. Còn nữa, hôm nay Quỳnh có mua lê cho muội ăn nè, muội xem, vàng quá nè, chứng tỏ còn tươi lắm đó nha. Quỳnh có chuyện gì hả? Phải, Quỳnh muốn hàng Quyên với muội. Hàng Quyên? Muội không nghe hả? Hai người bọn Quỳnh nó muốn hàng Quyên với nhau. Muội còn ngồi đó làm gì nữa? Ra ngoài. Còn chưa đi nữa, đánh giờ. Nè. Chuyện gì? Quỳnh có chuyện gì muốn nói với muội hả? Quỳnh muốn hai chúng ta có không gian riêng, không tốt sao? Cắn miếng đi. Quỳnh nói trái lê đó. Hôm nay khí trời tốt quá, mặt trời vừa to lại có gió mát nữa, đúng là thoải mái. Nếu rảnh rỗi ra ngoài hóng gió, con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vui vẻ hơn nhiều, lanh lợi hơn nhiều. Tử Bình à, cẩn thận đó. Nhớ cẩn thận nha. Nè, muội thấy Huynh có gì đó không ổn. Có gì không ổn? Nào là nấu canh cho muội uống, rồi còn đưa muội đi dạo, có chuyện hả? Trời ơi, tốt với muội một chút cũng không được hay sao? Không lẽ muốn Huynh hung dữ với muội mới được hay sao vậy? Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà tại sao Quỳnh lại khác với trước đây quá vậy? Từ nay Quỳnh sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với muội, sẽ không lớn tiếng nữa, không hét to nữa. Còn nữa, từ nay á, muội kêu Quỳnh làm gì, Quỳnh cũng sẽ làm theo. Tại sao? Tóm lại một câu là Quỳnh bị lương tâm cắn rứt. Quỳnh phát hiện trước đây đối xử với muội như vậy là không đúng, cho nên từ nay Quỳnh phải tốt với muội. Ráng làm quen đi ha. Nè. Phong ca. Tử Bình tốt. Nghiêm túc đi mà. Nè, nghiêm túc một chút đi. Tử Bình giãn gân cốt. Tử Bình tốt. Tử Bình giãn gân cốt. Tử Bình tốt. Nè, tỷ xấu xa lắm. Ra ngoài chơi mà không hỏi muội chắc là có gì với Phong ca rồi. Muội hiểu lầm rồi. Tỷ và Phong ca không có gì hết, có phải không hả? Nè. Không tin, không có gì. Sao chơi vui vẻ như vậy chứ? Nói đi. Đột nhiên mùi giận lấy gì chứ? Quynh và tụi mình đi dạo cho vui thôi mà. Đúng đó, bột bột à. Tụi mình à, mặc kệ mùi ấy. Chúng ta qua kia dọc nước đi. Đi. Tụi mình à. Mùi có thấy vui hay không? Mùi vui lắm. Vậy mùi có nhớ khúc nhạc đó hay không vậy? Mùi đã nghe hết 100 lần rồi. Sao lại không nhớ chứ? Sai, là 101 lần. 101 lần. Quỳnh nói gạt mụi thôi, là 100 lần. Bây giờ đi đâu chơi tiếp đây? Hay là leo núi đi ha? Nè, gì hả? Quỳnh coi, đó qua đó đẹp quá. Để Quỳnh thấy tặng mụi. Cẩn thận đó. Tự Quỳnh. Tự Quỳnh, mụi có sao không? Chân của mụi. Đừng sợ, có Quỳnh ở đây nè. Quỳnh đỡ mụi về nhà. Đuổi sao nặng quá vậy? Người đâu? Cứu mạng! Người đâu? Tụi mình bị gì? Thì bị té núi đó. Còn đứng chơi ra đó làm gì nữa? Không lên lại một chút, đem thuốc ra đây mau lên đi. Cha, mụi xem nè. Bị sưng như cái giò heo luôn rồi. Có đau lắm không? Đau lắm đó. Đau lắm đó. Đó, đã nói đừng cản Quynh rồi mà. Không nói nữa hả? Nếu không phải Quynh nhất định đòi hái qua thì đâu đến nông nổi này. Trời ơi, người ta chỉ muốn dỗ ngọt mụi thôi. Quynh thì vui rồi. Mụi không vui hả? À phải rồi, lấy thuốc gì mà. Thuốc nè. Sao lâu quá vậy? Nè, Quynh kêu mụi lấy kim sáng dược mà, đâu phải là thập toàn đại bảo. Lấy lại. Không lấy, muốn lấy thì tự đi lấy đi. Ngừng. Bốc bốc. Kêu ngừng cũng không ngừng nữa. Tức chết đi được. Ngựa gì mà thô lỗ chết à. Tiếp bá. Tại sao bá cứ đứng nhìn hoài vậy? Khi còn nhỏ, cha của ta dẫn ta đi ngắm sao trời. Ông ta nói với ta, mỗi một vì sao trên trời là đại diện cho từng người dưới trần gian. Nếu như biết ngắm thì chắc chắn là sẽ nắm được quả phúc của người khác. Vậy ngôi sao của Tử Bình ở đâu? Đêm nay ta chăm chú quan sát. Ngôi sao của Tử Bình càng lúc càng sáng. Vậy tốt quá rồi. Một con người khi số đã tận thì vì sao của họ sẽ sáng hơn bình thường đó, và tiếp tục sẽ biến mất vĩnh viễn. Tử Bình không có chết đâu. Dù sao đi nữa, ta rất đa tạ con. Nửa tháng nay con đã khiến cho Tử Bình vui vẻ. Con sẽ không để Tử Bình chết. Tiếc bá, người có cách nào cứu Tử Bình hay không? Không ai có thể thay đổi số mạng của mình. Tại sao chứ? Tại sao người tốt đều chết sớm? Ai đó? Ra đây. Tới đây làm gì vậy? Nè, nè, tự nhiên lại khóc vậy? Mụi thật không ngờ Tử Bình đáng thương như vậy. Mụi còn trách tỷ ấy đã giành lấy Quynh nữa chứ. Mụi đã nghe hết rồi hay sao? Vậy mụi đã biết tại sao Quynh phải tốt với Tử Bình như vậy, phải đưa cô ấy đi chơi chứ? Biết rồi. Nhưng mà tốt nhất là tạm thời đừng nói cho Tử Bình biết. Nè Quynh cảnh cáo mụi nha, chuyện đêm nay mụi nghe thấy tuyệt đối không được kể cho Tử Bình nghe. Nếu không mụi sẽ nhổ hết răng của mụi, bịt miệng mụi lại luôn. Từ nay mụi sẽ không làm bậy nữa. Từ nay mụi sẽ tốt với tỷ ấy nhiều hơn. Cùng lắm mụi thề với trời đất. Ê nè, mụi lại quên mất lời thề với lửa hay sao? Mụi thật sự muốn bị súng răng và bịt miệng hả? Nè, mụi phải nhớ lấy. Mụi đừng có quá tốt với Tử Bình, nếu không á cô ấy sẽ nghi ngờ mụi đó. Mụi biết rồi. Vậy sau này mụi tốt với tỷ ấy một chút. Mụi nói cũng phải đó. Mụi không quấy rầy hai người nữa. Nè, nhớ lấy. Ngàn lần vạn lần không thể nói cho Tử Bình biết đó. Nhớ hay không hả? Nhớ rồi. Nhớ thật chứ?